Có ai lấy vợ không? Ừ. Có ai lấy người yêu không? Ôi anh ơi, em vẫn phần gì anh ơi? Anh lấy em không? Ôi anh ơi, anh, em có mảnh ruộng chưa cày? Anh có muốn cày không? Cái gì? Làm sao? Em có mảnh ruộng đang cỏ đang mọc tung tùm, anh có cày không? Cày 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 cái tên sư bố này mày. Cho cái giờ nó đang đi vệ sinh thì cứ ruộng đi để người yêu người biết. Mày ế quá mày ngáo à? Mày quất mày à? Con điên. Rồi. Có chuyện gì thế em? Anh. Chủ em. Anh. Ôi, em. Anh. Em. Ui, ui. Anh muốn lấy vợ. Lấy vợ á? Nhưng mà lấy ai à em? Lấy em. Úi dồi ôi, chân thì 1m1 này. Vòng eo cho nó, úi dồi ôi, nhỏ nhỏ này. Úi dồi ngực còn to to. Trời ơi, đúng gu của anh rồi. Thế anh lấy em làm vợ đi. Em vẫn còn trinh anh ạ. Mục đích sống của em đến năm 25 tuổi là chỉ để mất trinh thôi. Lấy em á? Nhưng mà lấy em thì anh sợ lắm. Anh sợ cái gì? Sợ mọc sừng em ạ. Em thề, em hứa, em đảm bảo không bao giờ anh mọc sừng luôn. Em là một con người trung thủy. Nhìn em xinh đẹp như thế này mà lại muốn lấy anh à? Đúng gu của anh rồi đấy. Anh nói với em một điều bí mật nhé. Một năm ấy, Việt Nam tổ chức 24 cuộc thi Hoa hậu. Mà không khéo ấy, cuối năm nay ấy, lại tổ chức thêm một cuộc thi nữa là cuộc thi thứ 25. Ừ. Mà cái ngôi Hoa hậu thứ 25 không khéo là thuộc về em đấy. Thế thì anh lấy đi. Anh lấy em làm vợ, anh còn chờ đợi cái gì nữa. Nhưng mà anh muốn nói với em một điều cực kỳ quan trọng mà liên quan đến hạnh phúc của chúng mình. Thì anh nói luôn đi. Nói thật với em thì xin lỗi em là anh lấy vợ mất rồi. Lằng nhằng mất tích chi là mất thời gian ấy. Từ nãy giờ ông không nói là ông có vợ luôn đi. Chán thế chứ lại phí quá nhỉ. Thôi được rồi, em cố gắng nhá, cố gắng kiếm đi. Anh người yêu không để như thế này thì phí lắm. Thôi nhá, cố gắng em nhá. Ôi xinh đẹp như thế này mà chưa có người yêu, phí ơi là phí. Tặng em nhá. Không sớm. Lằng nhằng. Cấp mình. Ủa? Anh. Ừ. Đang gặp cướp thì lại thấy bê tông. Ừ. Này này này, cô kia cô bảo ai cướp đấy? À, không, em bảo anh là bê tông. Anh ơi, anh có muốn lấy vợ không? Có, muốn. Anh lấy em làm vợ đi, em mã lắm rồi. Anh xem em có được không? Qua được luôn. Thế anh lấy em đi. Thế em sinh năm bao nhiêu? Em năm nay á, 25 tuổi. Thế mẹ đợi con tầm khoảng 3 năm nữa nhá. Mình yêu nhau làm sao mà phải đợi. Trời, con mới có 15 tuổi thôi. Mẹ phải đợi con 3 năm nữa, con mới đủ 18, mình mới cưới nhau được. Trời ơi, tao còn được xuống sớm, tao đẻ được ngăn đặng như mày rồi đấy. Cút. Chị nói gì cơ? Tao bảo mày cút. Thế mà bảo yêu người ta nhìn như là bình tráng. Có cái thằng đánh con tí tuổi dày, và lấy vợ mất dạy. Cái gì đấy? Em chửi cái thằng danh con kìa. Anh đáy vậy. Mà lúc này lao vào chỗ anh đang vẩy vòi rồng đấy. Có nhìn thấy cái gì không đấy? Mới nhìn thấy một tí tí thôi. Tí tí là thế nào? Cả một con chim to như thế. Một con đại bàng trải cánh như thế này. Mà bỏ tí. Vừa vẩy. Mới xem một tí. Bà này, sao không đi làm ăn cái gì đi? Suốt ngày từ kia ra đây lả lẩm ba lẩm bẩm như con thần kinh đi hả? Em đi nãy giờ đang đi tìm chồng anh ạ. Lấy vợ lấy chồng cái gì? Thôi đi về làm ăn đi. Những người thành công ấy là những người ấy phải có lối đi riêng. Em nhìn anh đây này, từ nãy giờ em nhìn thấy anh chưa? Một mình một đường, rồi một mình một bụi cây. Đấy là những người thành công, em hiểu chưa? Chứ còn cứ lười ăn, ham ăn lười làm như em đứng ở đây thì bao giờ mới có cái để mà ăn hả? Thế nói như anh chắc là anh thành công lắm nhỉ? Xin tự giới thiệu với em này. Anh, người ta gọi là gì? Chuyên gia bất động sản. Anh có thể biến những dự án ma thành những dự án thực tế. Biến những khu đất không có gì thành có gì. Biến những khu đất không giá trị thành có giá trị, thành khu đất vàng. Anh nói thật không? Hay
chả nghĩ anh lại đùa em. Thật không? Thật. Thế thì lại tình cờ em có một khu đất trống chưa ai vào cả. Em muốn cho không anh, anh có lấy không? Khu đất rộng bao nhiêu hecta, nằm ở đâu? 2, 3, 4, 5. Cái gì? 5 hecta? 5 hecta? Nó rộng 5 hecta hả em? Nó nằm ở đâu? Nó bằng bàn tay. Sao thì đất 5 hecta đang bằng bàn tay? Làm bàn tay, bàn tay là bàn tay thế nào? Thế anh không nhìn thấy nó rộng bằng bàn tay ấy à? Ui, mắm tôm. Sáng em ăn mắm tôm à? Khắm quá đi. À, hóa ra đất này à? Đất này chứ đất nào? Không phải đất kia. Không. Này, nói mẹ là có cái ruộng đầy cỏ, không ai động vào mặc nhẹn răng lối. Cái này còn đất thế này, đúng chuyên môn của người ta. Thế này là thế nào? Em, anh cày thử đi, không bao giờ làm anh thất vọng đâu. Em vẫn còn trình. Chưa mất. Vâng, chưa mất trình luôn. Vẫn còn nguyên. Vẫn còn nguyên. Những người kinh doanh như mình mà kiếm được con nào còn nguyên ý, là may mắn lắm đấy. Thế sao không bảo anh lấy đi cho? Anh này của em nhá, nó toàn vo như là cái lỗ gôn luôn. Đã thế cái hạt nia nia nó lại còn đi, nó còn lại còn đính kim cương vào đấy cơ. Ôi my god, anh phải chết đã. Nếu mà được ý, thì anh sẽ cưới em, còn không ấy là mặc kệ em ấy nhá. Nếu mà em quả anh phải lấy em. Lấy luôn. Anh hứa. Anh hứa anh okay. Thậm chí là anh còn đảm bảo ấy. Được rồi. Được rồi. Rồi phải làm thế nào? Làm thế nào à? Chắc là vã lắm rồi đúng không? Đi ra nhà vệ sinh để anh xử lý cái bộ này cho. Nếu như mà đúng còn nguyên ý, anh sẽ cưới em làm vợ. Ôi giời, tưởng còn như thế nào? Còn nhưng mà vẫn thế, mệt lắm, như khoan bê tông. Anh vừa lấy của em ở trong kia gì? Lấy cái gì? Anh vừa lấy ở trong kia xong. Thì có làm sao, nhưng mà không cưới được đâu anh ạ. Lật lọng, anh lật mặt đi lật bánh tráng ấy. Lật lọng cái gì? Chả thấy này. Trong hợp đồng anh đã quy định rõ là sau khi kiểm tra nếu như mà còn là mới cưới đúng không? Bây giờ sau khi kiểm tra rồi thì em có còn đâu mà cưới. Anh đáng nghĩa là em phải, đúng rồi, em phải đền bù hợp đồng cho anh. Đưa ra nào, còn trần ông đây. Xem nào. Ôi giời ơi, trong người mang được có mười mấy nghìn thế này. Này, anh biết ngay là những người tham ăn người làm như em ấy là không bao giờ thành công rồi này. Anh lấy cái đồ lật mặt nhất, lật cái chán ấy. Lật đâu lật, đúng hợp đồng đấy làm chứ. Bà này, ở nhà xem em gái em hay là họ hàng hay là ai ấy muốn bán ruộng tiếp, mang đến đây, anh mua cho. Anh nói thật không? Anh nói thật thì... Thế ở nhà em còn một em gái nữa, nó cũng chưa mất trình. Thế nếu mà vẫn còn trình thì anh phải lấy cả hai chị em nhá. Tất nhiên. Em cứ mang qua đây anh kiểm tra, nếu như mà còn nhá, anh lấy cả chị lẫn em luôn. Anh thề. Anh thề. Về gọi luôn đi, không thì chưa anh đi làm đến nơi rồi này. Em tin anh là này chứ đấy. Ừ, tin anh nốt là này thôi. Tôi về gọi cho anh nhá. Nhớ, phải lấy hai chị em đấy. Ừ, đi. Để về gọi em gái ra. Này, nhớ mang theo tiền nhá. Trường hợp mà em gái em không còn thì còn đền bù cho anh nhá. Nhớ đấy, mang theo tiền đấy. Nhớ, thì cứ lấy hứa này. Người đâu mà tốt bụng thế thì...